Phật tử Đại Bồ Tát có 10 thứ quyết định giải. Những gì là 10? Đó là quyết định giải tối thượng vì gieo trồng tôn trọng căn lành, quyết định giải tra nghiêm vì sinh ra đủ thứ sự tra nghiêm, quyết định giải rộng lớn vì trong tâm chưa từng hẹp hạ kiệt, quyết định giải tịch diệt vì hay vào pháp tánh thâm sâu quyết định giải khắp cùng vì phát tâm không chỗ nào mà chẳng đến quyết định giải kham nhiệm vì hay thọ phật lực gia trì quyết định giải kiên cố vì phá tan tất cả nghiệp ma quyết định giải minh đoạn vì biết rõ tất cả nghiệp báo quyết định giải hiện tiền vì tùy ý hiện thần thông quyết định giải thiệu long vì được tất cả phật thọ ký quyết định giải tự tại vì tùy ý tùy thời thành phật đó là 10. Nếu các Bồ Tát an trụ pháp này thì sẽ đắc được quyết định giải vô thượng của Như Lai, Phật tử đại Bồ Tát có 10 thứ quyết định giải biết các thế giới, những gì là 10, đó là biết tất cả thế giới vào một thế giới biết một thế giới vào tất cả thế giới biết tất cả thế giới một thân như lai một tòa hoa sen thảy đều khắp cùng biết tất cả thế giới đều như hư không biết tất cả thế giới đủ sự trang nghiêm của phật biết tất cả thế giới bồ tát đầy khắp biết tất cả thế giới vào một lỗ chân lông biết tất cả thế giới vào một thân chúng sinh biết tất cả thế giới một cây bồ đề của phật một đạo tràng của phật thảy đều cùng khắp Biết tất cả thế giới một âm thanh khắp cùng, khiến các chúng sinh đều biết rõ khác nhau tâm sinh hoan hỷ. Đó là 10. Nếu các Bồ Tát an trụ Pháp này, thì sẽ đắc được quyết định giải cõi Phật rộng lớn vô thượng của Như Lai.